Vậy là Phúc sẽ được đi dạo cùng Lan Anh. Em không thích ông Trung nhất luôn á, ông không chịu phụ vậy đó, lúc nào cũng ra lệnh người này phải làm cái này làm cái kia. Không lẽ giờ em bắt bẻ ông trên TV kỳ lắm luôn á. Mà kiểu không biết ý thức gì hết, lớn tuổi rồi để mấy đứa nhỏ làm. Nghĩ sao hả, để anh đứng bầm tỏi mình, cái xong rồi hai đứa gái đang đứng cái ổng ra, ổng hả kêu giúp. Giúp gì trời, em kêu qua giúp anh đi. Hẹn gì ế. Đúng rồi, hẹn gì ế. Đồ đáng ghét. Chắc gì ế. Cái gì? Ủa, đúng là không có chuyện đến thôi. Trời ơi, cái nò kìa. Em hãy nhìn ra ngoài cửa đi, em hãy nhìn ra ngoài cửa. Lập dễ thương quá. Ôi, dễ thương quá. Miệng khô quá. Đi thêm 10 vòng nữa nha. Gì nói gì luôn. Trời ơi, dễ thương vậy. Ý câu này hơi là sến, nhưng mà mẫu người yêu của em như thế nào? Em không có mẫu người yêu lý tưởng luôn. Kiểu hơi đối lập á. Ví dụ như là em thích sạch sẽ nhưng mà em lười dọn dẹp. Đó, kiểu hiểu không? Từ chứng kép à? Xong rồi kiểu cũng hơi khó tính nữa. Nhưng mà lại là một người rất là dễ chấp nhận, hiểu không? Dễ thích nghi á. Nên tiêu chuẩn đặt ra thì chắc nó hơi khó kiếm, chắc khỏi kiếm luôn. Nên thấy họ vậy thì là ai mà làm cho em vui á? Là no. Làm cho có cảm xúc. Bên đây đi. Rồi nếu mà em không phiền thì em có thể kể về lịch sử tình trường của em cho anh nghe được. Ghê, dạ sao anh không kể trước đi? Mỗi người yêu anh là gì? Trời, em là anh gái mà em có bị hỏi trước không? Dạ cũng giống em thôi, không có mẫu nào á. Ghê vậy, anh thích trai à? Cũng bình thường thôi, như bao người thôi thì con trai mà. Thì bản tính thì chinh phục đúng không? Trong trai đàn ông nào cũng có. Không chinh ít thì nhiều hả? Thì anh cảm nhận bản thân anh thì có thể là so với mặt bằng chung thì có thể nhiều hơn một chút. Hello. Lý à. Ây gù. Anh nhớ lấy cái giỏ nhá. Ok. Nói đi, mỏi chân quá. Anh tìm hiểu nhiều người là do anh quyết định như vậy. Thì đi tìm cảm giác trong tình yêu, trong chuyện tình cảm, tình yêu thì không dám nói, nhưng mà mình muốn tìm hiểu nhiều người, xem cảm giác ở bên họ như thế nào. Bởi vậy em thích kiểu giống như là người ta hay ví chuyện tình cảm của tuổi trẻ với lại chuyện tình cảm của những người ngày xưa. Giống như là bây giờ anh chỉ có một loại mì, một hoặc là hai loại mì thôi đúng không? Thì anh sẽ có lựa chọn là một cái loại đó anh thích, còn cái loại còn lại anh không thích bằng. Thì anh sẽ cứ theo cái loại anh thích hoài đúng không? Còn bây giờ mình có nhiều lựa chọn rồi. Thì em vẫn thích cái kiểu là mình sẽ thử tất cả các mùi vị, sau đó mình chọn ra cái loại mình thích nhất và mình cứ kiểu như nó trở thành sở thích của mình luôn. Chứ không phải cái kiểu mà mình chưa thử gì hết và mình nghĩ đó là nhất. Sau này mình lại kiểu như là thích cái này thích cái kia. Nên kiểu như là mỗi thời đại mỗi cách suy nghĩ đúng không? Đúng rồi, đúng cho cả phụ nữ và đàn ông luôn.